nói vẫn chính mà. Chính chứ, nhưng mà cái chỗ cái khúc khúc ngay trong đầu nó phải bị máu luôn. Còn máu. Chỗ đó nó bự quá, nó dày quá mà. Trời, cái ly bia kìa. Ly bia kìa. Ly bia đâu có câu bài. Dạ. Uống cái ly này chắc xịn sớm quá. Sắp cài vui dùm hấp dẫn quá. Hả? Sắp cài vui dùm hấp dẫn. Sắp kiểu giống như trang trí ha, nó đẹp. Còn hai lông gì Sagota. Ở đây mấy chim gì quá trời đó. Én hay là yến? Én quá. Còn quá trời én. Yến coi đầu có cái nhà ngay góc đó kìa, nuôi kìa. Gài. Có khi nó bưng cái ghế lên uống không cho nó. Bưng từ từ coi chừng lất đổ mãi cái hộp cơm là xong luôn. Uống bia kiểu mới đó. Kiểu không một không hai ngoài đồng ruộng. Đúng kiểu luôn.